Dương, sao suốt ngày game thế hả con? Hả? Học hành thì không chịu học. Hả? Bố suốt ngày nói đây. Con chơi một tí. Một tí à? Lúc nào mà anh chơi? Mỗi ngày con chơi có 9 tiếng. Mà ngoài giờ hành chính mà ông bảo kêu. Chơi thế thì có hút cá mà ăn con ạ. Bố nói như thế là bố xúc phạm tư cách của một người có chí tiết thù như con nhá. Con thì con không thèm ở cái căn nhà này nữa. Gia đình mình sẽ phải hối hận. Bố cứ đuổi con đi. Điên. Ở kia Dương. Nên trông em đây hơi ốm. Ngày thì được dăm ba quốc, ngày thì lại không ai đi. Ngồi nhô dâu nhìn ngắm người đi, em thấy em buồn ghê. Chị gì ơi lên xe xong em đưa đi lên phố chơi. Này cậu ơi lên xe xong tôi đưa đi của gái. Cuộc đời buồn như con nhái, mời vậy mà không ai đi. Này nhớ em chạy giúp giờ em phải đi. Mời em lên xe, xe anh chắc chắn nó phong là tích luôn. Đi đâu cho anh biết chỗ anh đưa nàng đến. Giờ ta đi luôn em ơi, ôm chặt cho anh còn biết gà. Đau lắm không? Trong cái sự nghiệp xe ôm của anh chưa bao giờ anh để ngã một người phụ nữ nào đâu. Mới có hai người gãy chân thôi. Nhưng mà đều là đàn ông hết. Em đừng giận anh nhé. Cho anh xin lỗi em nhé. Thôi, không sao là may rồi anh ạ. Nhưng mà ngoài cái chỗ này ra em còn đau chỗ nào trong cơ thể không? Không ạ. Vẫn còn nguyên vẹn những vị trí quan trọng là anh yên tâm rồi. À, để anh vào xem người ta sửa xe xong chưa nhé. Anh ơi, của em hết khoảng bao nhiêu tiền này? Của em hết tất cả khoảng 500. 500 ạ? Anh chào em tí nhé. Ok. Em ơi, khả năng là anh đền tiền cho em để em đi xe khác. Thôi ạ. Anh quên không mang đủ tiền để trả tiền sửa xe. Cho nên là em cầm thông cảm cho anh. Hết ít thôi, nhưng mà tại anh quên đấy, không mang được tiền. Thôi, để em vào em trả cho. Em ơi. Em ơi ngày mai để anh đưa em đi làm nha, cho anh đón em để cảm ơn. Thôi xin phép anh về. Thôi vào đi em, cứ chọn và ăn cho tự nhiên. Anh mang 400 cơm, em cứ tiêu nhèm.
chưa bao giờ tôi hạnh phúc thế này. Dù anh sẽ ôm nhưng em đây vẫn yêu. Ta sẽ yêu mà không nói nhiều. Và anh thương em như thương nghề sẽ ôm vậy. Sớm chiều chiều khó cách đôi mình. Xe ôm, làm xe ôm cả năm rồi, hôm nay mới được đi xe ôm. Cảm ơn cô. Cơ quan sao lại là khách sạn nhỉ? Ê, mày cứ đứng ngó ngó nghiêng nghiêng cái gì đấy? Cho em hỏi Quỳnh ạ. Quỳnh? Ở đây có ba Quỳnh. Mày hỏi Quỳnh nào? Em hỏi Quỳnh nick Facebook là Quỳnh Buffet đấy. Quỳnh Buffet à? Vâng. Nó đi tour Đà Nẵng 3 hôm rồi. Đi tour Đà Nẵng là Quỳnh là ở đây là làm hướng dẫn viên du lịch anh. Nó là gái. Tất nhiên là em biết là Quỳnh là con gái rồi. Nhưng mà nó là cà phê. Nó bị tiêu khách. Anh không được xúc phạm người yêu em nhá. Anh xúc phạm em thì được chứ không được xúc phạm người yêu em nhá. Thầy láo mày chỉ tay mà này đấy. Em chỉ vu vơ thôi nhưng mà anh không được xúc phạm như thế đâu. Mày 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 thôi. Anh nghe mày đấy. Đi đâu khác? Sao anh bỏ này? Đến làm gì? Mày chúng nó đánh như thế. Dạ em đến em tìm Quỳnh thôi ạ. Thế mà các anh ấy đánh em ạ. Thế là yêu nhầm phải cái ngành à? Lần sau ấy đến đây cứ bỏ em của anh Khánh bả là không thằng nào dám động vào hết. Hiểu chưa? Anh gì ạ? Khánh bả. Sao lại gọi anh là anh Khánh bả? À chắc là anh tên là Khánh rồi. Ngày xưa anh hay đi đánh bả chó đó mà. Chú em cũng thông minh đấy. Nhưng mà anh bỏ nghề đấy lâu rồi. Bây giờ anh làm ăn lương thiện lắm. Anh muốn nhờ chú em chút việc. Việc gì ạ? Chuyển cho anh món đồ này qua cổ nhuế. Đồ gì đấy ạ? Gói kỹ đấy. Để tiền bồi dưỡng. Sao lại nhiều tiền đấy ạ? Chú làm xe ôm làm gì có tiền. Cứ cầm lấy. Thế em xin ạ. Tất cả đã bị bắt. Các anh đã bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tất cả giải về đồn. Hai chín Tết rồi mà vẫn ngồi nơi đây. Sao số tôi nhỏ cuộc đời không may. Năm tháng xa nhà chạy xe vất vả. Nay Tết thì lại bị bắt. Giờ đây tôi biết phải làm sao. Ôi biết bao giờ trở về quê hương. Khéo ca này lại tu chung thân. Không biết bây giờ mẹ cha thế nào. Con muốn nói lời xin lỗi
mẹ ơi con xuân nay vắng nhà. Anh Thái Dương. Ừ, dạ, em chào cán bộ ạ. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ các trinh sát báo về thì anh không liên quan gì đến vụ việc mua bán vận chuyển chất ma túy này. Anh có thể về nhà cùng với gia đình. Em được minh oan đúng không ạ? Cảm ơn anh vì đã hợp tác. Dạ vâng ạ, em cảm ơn cán bộ ạ. Em cảm ơn cán bộ, em về đây, em về quê ăn Tết với gia đình nhé. Quyết định em đi về quê ăn Tết vì đã 4-5 năm không về lại quê nhà. Bố mẹ chắc bây giờ đang mong hôm nay tôi về nhà tặng mẹ cha món quà. Vì đã quá ham game lười học hành cho cha mẹ buồn lòng lo lắng cả ngày đêm. Tết nay con xin thề sẽ khác vì đến giờ con đã biết mình sai rồi. Tết này con không cày game suốt ngày vì bên cạnh con đây đã có bao nhiêu bạn bè. Tết này con sẽ chẳng mê tha ở bên cha mẹ yêu quý của đời con.